Phật vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui chấm dứt sinh tử, bỏ mê về giác, tìm về nguồn cội, cho nên mới hiện thần thông. Như vậy thì sẽ khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Phật thị hiện thần thông rồi. Ở mười phương thế giới có mười vị Phật. Lại có mười vị Đại Bồ Tát xuất lãnh các quyến thuộc đến chốn Phật, gần khối Phật, để lại Phật ở phương đông trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới tên là kim sắc trong thế giới đó có vị phật hiệu là bất động trí phật phật a xúc hoặc là tiêu tai diên thọ dược sư phật trong thế giới kim sắc lại có vị đại bồ tát hiệu là văn thù sư lợi bồ tát dịch là diệu cát tường bồ tát ngài dùng cùng với các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật cùng nhau đi đến chốn phật nhiễu quanh Phật ba vòng, sau đó đảnh lễ lùi về phương đông biến hóa ra tòa sư tử lướt hoa tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cùng kính nghe Phật dễ nói diệu pháp. Công dụng của ngồi kiết già chẳng những hàng ma mà còn hộ trì định lực, cho nên người tu hành nhất định phải ngồi kiết già mới được một niệm không sinh. Do đó, một niệm không sinh toàn thể hiện. Nếu có một niệm, nếu một niệm không sinh, thì trí huệ vốn có sẽ hiện ra. Sáu căn vừa động bị mây che, sáu căn giấy lên một động niệm, thì giống như trời xanh sinh ra mây che lớp mặt trời vật tánh. Chúng ta tu đạo, tức là tu tâm. Khi tâm sinh thì đủ thứ pháp sinh, khi tâm diệt thì đủ thứ pháp diệt. Nếu một pháp không sinh thì hợp với pháp giới mà làm một. Tại sao chúng ta chẳng hợp với pháp giới mà làm một? Vì chúng ta có tâm phân biệt còn ý niệm, Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì sáu căn của chúng ta bị sáu trần chuyển lay. Nếu sáu căn không bị cảnh giới sáu trần chuyển lay, mà chuyển được sáu trần thì có biện pháp. Lúc đó sáu căn không động, thường ở trong định thì trí huệ sớm sẽ hiện tiền. Ở phương Nam trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Sắc, Đức Phật hiệu là Vô Ngại Trí, thế giới đó có Bồ Tát, hiệu là Giác Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật đến rồi làm lễ Đức Phật bèn ở phương Nam hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng với kiết già trên tòa đó ở phương Nam trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật có thế giới tên là diệu sắc thế giới đó có vị Phật hiệu là vô ngại trí Phật bảo sinh Phật thế giới giớihính Diệu sắc lại có vị đại Bồ Tát hiệu là giác Thù Bồ Tát Ngài với các Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi mười cõi Phật tụ tập lại, cùng nhau đi đến trốn Phật, những quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ lùi về phương Nam, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng. Ai nấy đều ngồi kiếp già chết đó, cung kính nghe Phật nói diệu Pháp. Ở phương Tây trải qua các thế giới, nhiều nhất số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là liên hoa sắc, Đức Phật hiệu là diệt ám trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là tài thủ. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Tây hóa làm tòa sư tử liên hoa tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Tây trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là liên hoa sắc, thế giới cực lạc. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu là diệt ám Chí Phật, Phật A-di-đà dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang thế giới liền hòa sắc có vị đại bồ tát hiệu là tài thủ bồ tát ngài với các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn phật nhiễu hú quanh phật ba lần rồi đảnh lễ lùi về phương tây hóa ra tòa sư tử lên hoa tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó cùng kính nghe phật nói diệu pháp ở phương bắc trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới tên là đàm bạc hoa sắc Đức Phật hiệu là Oai Nghi Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Bảo Thủ. Với hình các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật. Bèn ở phương Bắc hóa làm tòa sư tử liên hoa tạng mà ngồi kiết giả trên đó. Ở phương Bắc, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Có thế giới tên là Đàm Bạc Hoa Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Oai Nhi Trí Phật bất không thành tiểu Phật. Thế giới đàm bạc hoa sắc có vị đại Bồ Tát, hiệu là bảo thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau đến chốn Phật, những Phật ba vòng rồi lui về phương Bắc, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, cung kính lắng nghe Phật nói diệu Pháp. Phường Đông Bắc trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là yêu bát là Hoa sắc đức phật hiệu là minh tướng trí thế giới đó có bồ tát hiệu là công đức thù với các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn phật đến rồi làm lễ đức phật bèn ở phương đông bắc và làm tòa sư tử liên hoa tạng mà ngồi kiết già trên đó ở phương đông bắc trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới tên là yêu bát là hoa sắc Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Minh Tướng Trí Phật. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát, hiệu là Công Đức Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến nơi nhiễu Phật ba vòng rồi đảnh lễ, lùi về phương Đông Bắc, biến hóa ra tòa sư tử liền họa tạo, ai nấy ngồi kiết già trên đó, cung kính nghe Phật nói Pháp. Phương Đông Nam trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Có thế giới tên là Kim Sắc, Đức Phật hiệu là Cứu Kính Trí. Thế giới đó có vị Đại Bồ Tát hiệu là Mục Thủ. Với hình các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến nơi rồi, làm lễ Đức Phật bèn ở phương Đông Nam hóa làm tòa sư tử viên hoa tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương Đông Nam trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là kim sắc, thế giới đó có vị Phật, hiệu là cứu kính trí, thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát, hiệu là mục thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật trụ lại, cùng nhau đi đến trốn Phật, đến rồi nhiễu Phật ba vòng rồi đảnh lễ Phật, sau đó lùi về phương Đông Nam, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tặng ai nấy đều ngồi kiết giả trên tòa đó cung kính nghe Phật nói Pháp. Phương Tây Nam trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc, Đức Phật hiệu là Tối Tháng Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Tinh Tấn Thủ. Ngài cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật. Bèn ở phương Tây Nam hóa hát làm tòa sư tử liên hoa tạng, mà người kiết già trên đó ở phương tây nam trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới tên là bảo sắc thế giới đó có vị phật hiệu là tối thắng trí phật thế giới đó lại có vị đại bồ tát hiệu là tinh tấn thủ bồ tát ngài với các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn phật đến rồi nhiễu phật ba vòng rồi đành lễ phật sau đó lùi về phương tây nam biến hóa ra tòa sư tử lên hoa tạng, ai nấy đều ngồi kiết giả trên tòa đó, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. phương Tây Bắc trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Sắc, Đức Phật hiệu là Tự Tại Trí, thế giới đó có Bồ Tát hiệu là Pháp Thủ, Ngài cùng với Hinh các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật, sau đó ở phương Tây Bắc và làm tòa sư tử liên hoa tạng mà ngồi khít giả trên đó. Ở phương Tây Bắc trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Kim Cang Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là tự tại trí Phật. Thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Pháp Thủ Bồ Tát. Ngài với hình các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu Phật ba vòng, rồi đảnh lễ, sau đó lùi về phương Tây Bắc biến hóa ra tòa sư tử viên hoa tạng ai nấy đều ngồi kiết già trên đó cung kính nghe phật nói diệu pháp phương dưới trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật có thế giới tên là pha lê sắc đức phật hiệu là phạm trí thế giới đó có bồ tát tên là trí thủ với hình các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn phật đến rồi làm lễ đức phật bèn ở phương dưới, hóa làm tòa sư tử lên hoa tạng mà ngồi kiết già trên đó. Ở phương dưới trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Có thế giới tên là Pha Lê Sắc, thế giới đó có vị Phật hiệu là Phạm Trí, thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Trí Thủ. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi, mười phương cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến trốn Phật, giữ quanh Phật ba vòng, sau đó đảnh lễ rồi lùi về phương dưới, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, lắng nghe Phật nói diệu pháp. Phương trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bình Đẳng Sắc, Đức Phật hiệu là Quán Sát Trí. Thế giới đó có Bồ Tát, hiệu là Hiền Thủ với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ Đức Phật bèn ở phương trên, hóa làm tòa sư tử lên hoa tạng mà ngồi kiết giả trên đó. Ở phương trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bình Đẳng Sắc, thế giới đó có vị Phật hiệu là Quán Sát Trí, thế giới đó lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Hiền Thủ. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến trốn Phật, nhiễu ba vòng, rồi đảnh lễ Phật sau đó lùi về phương trên, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy đều ngồi kết giả trên tòa đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. Đoạn văn ở trên là trả lời 10 câu hỏi ban đầu, là phân làm hai bộ phận mà trả lời. Thứ nhất, hỏi về một Loại cõi nước, hai trang nghiêm, ba thành tịnh, 4. thể tánh, 5. thành tựu, 5 vấn đề. Quang minh của Phật hiện cõi Phật là trả lời hỏi về cõi Phật cõi nước có kim sắc thủy là cõi trang nghiêm, tức dùng kim, vàng làm thành là trả lời về thể tánh cõi nước. Bồ Tát đại bảo dùng trang nghiêm nên cõi nước thanh tịnh, tánh tù phạm hạnh là cõi nước thành tựu. Thứ hai hỏi về Phật tánh, Phật Pháp tánh, Pháp của Phật tánh, Phật Pháp tánh, Pháp của Phật nói, oai đức của Phật, Phật Đại Bồ Đề, thân Phật chủ khắp các cõi, tâm Phật thường trụ đại bi, trong cõi tránh báo ai nấy đều có Phật ngồi tòa liên hoa tạng là trả lời Phật trụ, hiện thần thông phóng quang là trả lời oai đức của Phật, hiệu là bất động trí vân vân là trả lời Phật pháp tánh, thấy Phật truyền pháp luân là trả lời Phật nói pháp, Phật thành chánh giác là trả lời Phật đại bồ đề. Bấy giờ đại bồ tát văn thù sư lợi nương oai lực của Đức Phật quán sát tất cả chúng hội Bồ Tát mà nói rằng, các Bồ Tát đó rất là hy hữu. Khi các Bồ Tát từ mười phương vân tập đến chỗ Đức Phật, thì có một vị Đại Bồ Tát Thượng Thù Văn Thù Sư Lợi, từ phương Đông đến vì Ngài là trí huệ bậc nhất cho nên là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài nương đại oai thần lực của Phật, quan sát khắp tâm niệm của các vị Bồ Tát đó mà nói rằng, các vị đại bồ tát đó có đức hạnh đều là một đời nữa sẽ bổ xứ thành phật rất là hy hữu không dễ gì thấy được dung nhan của các ngài cũng chẳng dễ gì nghe được từ âm của các ngài thật là khó gặp bồ tát văn thù sư lợi sinh ra ở nước giá Vệ, trong gia đình bà la môn lúc sinh ra trong nhà phòng ốc hóa làm hoa sen quang minh chiếu khắp Ngài từ không phải của người mẹ mà sinh ra, toàn thân màu vàng tiếng, sinh ra liền biết nói, hình như thiên đồng có phan lọng bảy bóng che phủ ở trên. Ngài có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, trang nghiêm giống như Phật. Đại Bồ Tát Văn Thù, lãnh đạo các Đại Bồ Tát và Tôn Giả An Nan kết tập Bộ Kinh Hoa Nghiêm, Thượng Trung và Hạ ở tại núi Thiết Vi. Kết tập rồi vì nhân duyên chưa chín mùi, mới bảo tồn ở trong lầu tạng kinh dưới lòng cung. 700 năm sau khi Phật vào Niết Bàn, thì Bồ Tát Long Thọ đem quyền hạ kinh hoa nghiêm từ Long Cung lên, cộng cả thầy là 10 vạn bài kệ nhưng dịch ra tiếng tàu chỉ có 4 vạn 5 nghìn bài kệ còn 5 vạn 5 nghìn bài kệ chưa dịch ra. Kinh văn đã dịch ra, tức là 80 quyền kinh hoa nghiêm như đã lưu truyền hiện nay đại bộ phận kinh hoa nghiêm là đức phật ở trong định phóng quang gia trì cho các đại bồ tát thay thế tuyên nói hội thứ nhất là bồ tát phổ hiền nương thần lực của phật mà nói hội thứ hai là bồ tát văn thù nương thần lực của phật mà nói hội này gồm có sáu phẩm một phẩm danh hiệu của như lai hai phẩm tứ thánh đế ba phẩm quang minh giác bốn phẩm bồ tát vấn minh năm phẩm tịnh hạnh sáu phẩm hiền thủ Hội này nói về đạo lý pháp môn thập tín vạn đức. Các Phật tử, cõi Phật không thể nghĩ bàn. Phật chủ, cõi Phật trang nghiêm, Phật pháp tánh, cõi Phật thanh tịnh. Phật nói Pháp, Phật xuất hiện, cõi Phật thành tựu. Phật An Nậu, Đa La Tam Miệu, Tam Bồ Đề đều không thể nghĩ bàn. Đức Phật khiến cho Bồ Tát Văn Thù đại biểu trả lời các câu hỏi ở trước. Bồ Tát Văn Thù gọi một tiếng các vị đại đệ tử của Phật tâm niệm các vị suy tư muốn biết cõi nước Phật đều là không thể nghĩ bàn. Phật thường trụ cảnh giới đại bi, công đức cõi Phật trang nghiêm, pháp thần, diệu tánh do Phật tu thành. Phật ở trong đời quá khứ vì giữ giới thanh tịnh, cho nên cõi Phật cũng thanh tịnh. Thuở xưa Phật thường nghe Pháp, thường cầu Pháp vì Pháp mà quên mình, cho nên Pháp của Phật nói đều là diệu Pháp. Phật do nhân duyên gì mà xuất hiện ra đời? Cõi Phật do tu hạnh môn gì mà thành tựu? Phật chứng tác được vô thượng tránh đẳng tránh giác. Mười điều trên đều là cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Tại sao các Phật tử, mười phương thế giới, tất cả chư Phật biết sự ưa thích của các chúng sinh khác nhau, tùy theo can tánh của họ mà nói Pháp để điều phục, như vậy cho đến khắp Pháp giới hư không giới? Tại sao phải nói cảnh giới của Phật đều là không thể nghĩ bàn, là nguyên nhân gì Bồ Tát Văn Thù lại gọi các vị đại đệ tử của Phật trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả chư Phật đều giáo hóa chúng sinh, tất cả chư Phật mười phương ba đời đều biết tâm niệm của chúng sinh, những sự hoan hỷ của họ đều khác nhau, do đó sự ưa thích của mỗi chúng sinh cũng khác nhau, có người hy vọng thăng quan phát tài, có người hy vọng tu đạo thành Phật tất cả chư Phật tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói pháp để điều phục chúng sinh can cường Phật nói pháp điều phục như thế cho đến khắp tận hư không biến pháp giới các chúng sinh đều nói pháp như thế để giáo hóa họ do đó quán cơ thí giáo vì người nói pháp các Phật tử như lại ở thế giới ta bà này các bốn thiên hạ đều hiện ra đủ thứ thân có đủ thứ danh hiệu đủ thứ sắc tướng đủ thứ thân cao thấp đủ thứ thọ lượng đủ thứ xứ sở, đủ thứ các căn, đủ thứ nơi sinh, đủ thứ lời lẽ và văn tự, đủ thứ quan sát khiến cho chúng sinh đều đắc được chi kiến khác nhau. Bồ Tát Đại Trí Văn thù lại gọi một tiếng, các vị đại đệ tử của Phật. Các vị, mọi người nên biết, Phật ở trong thế giới ta bà này, các bốn thiên hạ, tức là bốn đại thiên vương và bốn đại bộ châu, Phật đều hiện ra đủ thứ thần, đủ thứ danh hiệu, lại hiện ra đủ thứ sắc tướng, có đủ thứ thần cao thấp, có đủ thứ thọ lượng ngắn và dài. tại đủ thứ xứ sở Phật đều hiện ra, có đủ thứ các cần, đủ thứ nơi sinh, có đủ thứ lời lẽ văn tự, có đủ thứ sự quan sát, khiến cho tất cả chúng sinh đều có tri kiến khác nhau, đều được Phật giáo hóa, đều phát tâm bồ đề. Các Phật tử như lai ở trong bốn thiên hạ này, bằng danh hiệu là Nhất Thiết nghĩa thành hoặc hiệu là viên mãn nguyệt hoặc hiệu là sư tử hống hoặc hiệu là thích ca mâu ni hoặc hiệu là đệ nhất tiên hoặc hiệu là tỷ lô giá na hoặc hiệu là cù đàm thị hoặc hiệu là đại sa môn hoặc hiệu là tối thắng hoặc hiệu là đạo sư có mười ngàn danh hiệu như vậy khiến cho các chúng sinh đều đắp được tri kiến khác nhau Bồ Tát Văn thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thế giới ta bà bốn thiên hạ, danh hiệu có khi gọi là nhất thiết nghĩa thành Phật, tiếng Phạn là tất đạt đa, tức là chẳng có việc gì mà chẳng thành tựu. Có khi gọi là viên mãn nguyệt Phật, có khi gọi là sư tử hống Phật, có khi gọi là thích ca mâu ni Phật, có khi gọi là đệ thất tiên Phật, một vị Phật cuối cùng trong bảy vị Phật trong quá khứ, có khi gọi là tỷ lô giá na Phật, nghĩa là biến nhất thiết xứ, có khi gọi là cù đàm thị phật, vì họ của Phật thích ca mâu ni là cù đàm; có khi gọi là đại sa môn phật, dịch là dứt ác, chẳng làm các điều ác; có khi gọi là tối thắng phật; có khi gọi là đạo sư, tức là tiếp dẫn chúng sinh lìa khỏi hiểm nạn. Các thứ danh hiệu như vậy, nếu đầy đủ thì có một vạn danh hiệu, những danh hiệu Phật như vậy hay khiến cho mỗi chúng sinh đều đắc được trí kiến đáng đắc được nghĩa là nên đắc được bao nhiêu trí huệ thì đắc được bấy nhiêu trí huệ các phật tử phương đông bốn thiên hạ lại có thế giới tên là thiện hộ như lai ở đó hoặc hiệu là kim cang hoặc hiệu là tự tại hoặc hiệu là hữu trí tuệ hoặc hiệu là nan thắng hoặc hiệu là vân vương hoặc hiệu là vô tránh hoặc hiệu là năng vi chủ, hoặc hiệu là tâm hoan hỷ, hoặc hiệu là vô giữ đẳng, hoặc hiệu là đoạn ngôn luận. Có hơn 10 ngàn danh hiệu như vậy khiến cho chúng sinh đều đắc được tri kiến khác nhau. Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, phương đông bốn thiên hạ lại có thế giới tên là Thiện Hộ. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra đời ở thế giới thiện hộ đó. Tại sao xuất hiện ra đời? Vì muốn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng thành Phật. Ngài đã thành rồi cũng hy vọng chúng sinh sớm thành Phật đạo, cho nên chẳng sợ hạnh khổ hoạn nạn, thường đến thế giới độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề thành chánh giác. Đó là mục đích Phật xuất hiện ra đời. Phật ở thế giới đó hoặc có đời hiệu là Kim Cang Phật, hoặc có đời hiệu là Tự Tại Phật, hoặc có đời hiệu là Hữu Trí Huệ Phật, hoặc có đời hiệu là Nan Thắng Phật, hoặc có đời hiệu là Vân Vương Phật hoặc có đời hiệu là vô tánh Phật, hoặc có đời hiệu là năng vi trù Phật, hoặc có đời hiệu là tâm hoan hỷ Phật, hoặc có đời hiệu là vô giữ đẳng Phật, hoặc có đời hiệu là đoạn ngôn luận Phật. Đó là nói tóm được 10 danh hiệu. Nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ đáng đắc được. Có trí huệ thì biết Phật Pháp, thấy được tướng Phật. Trước kia có người tù đạo, tên là Ni Kiền. Một ngày nọ ông vua thỉnh ngài vào cung để cúng dường. Ông vua hỏi ngài rằng, người có đại trí huệ làm việc có lỗi lầm chăng? Ni Kiền đáp, có. Ông vua lại hỏi là ai? Ngài đáp, người nào đó có trí huệ nhưng là người đố kỵ thì có lầm lỗi đố kỵ người nào đó có trí huệ nhưng rất lười biếng thì có lỗi lầm lười biếng người nào đó có trí huệ mà cúng cao ngã mạn thì có lỗi lầm cúng cao ngã mạn người nào đó có trí huệ mà tham năm dục thì có lỗi lầm tham năm dục có đủ thứ lỗi lầm nói chẳng hết được nói đến đó thì ni kiền chẳng nói nữa lúc đó ông vua lại hỏi người còn có lỗi lầm chăng ni kiền nói còn Ông vua hỏi là ai? Ngài nói đại vương tánh tình của ngài rất thô bạo, làm việc rất hung ác, ngài có lỗi bạo ác. Ông vua nghe rồi lập tức đại phát đôi đình, người dám phê bình ta, nói ta có lỗi, lập tức hạ lệnh đem chém đầu ngài Ni Kiền. Lúc đó Ni Kiền lại nói, đại vương chẳng những ngài có lỗi lầm, mà tôi cũng có lỗi lầm. Ông vua hỏi, ông có lỗi lầm gì? Ni Kiền nói, tôi có lỗi lầm nói thật, Tôi không nên ở trước mặt người thô bạo nói họ có lỗi lầm. Ông vua nghe cảm thấy lời nói đó rất có lý, do đó chẳng giết nghi kiền. Chuyện này, tùy hành vi nói lời thật là tốt, xong dùng lời chẳng đối cơ, ngược lại sẽ phát sinh tác dụng chẳng tốt, khiến cho người ta chẳng vui.